Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review máy lọc không khí Sanhouse SSD 15AP9715 giá bao nhiêu tiền? Mua ở đâu? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí đặc điểm nổi bật diện tích sử dụng 20m2, tốc độ phân phối không khí sạch CADA bằng 150m khối trên giờ. Khả năng lọc mạnh mẽ. Đèn báo hiển thị chất lượng không khí theo chuẩn AQI, hai chế độ vận hành kết hợp ba tốc độ quạt cho đa dạng nhu cầu sinh hoạt. Cảnh báo thay màng lọc thông minh, độ ồn nhỏ, hoạt động êm ái, chức năng hẹn giờ linh hoạt. Nhỏ gọn, tiết kiệm diện tích bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất. Để lại thông tin liên hệ, chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm. Sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng. Bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà. Nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm, đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ. Nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm. Lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng.